Hello mọi người. Quang cảnh của một buổi sáng. Biển quê mình nha mọi người. Sóng vỗ. Đấy. Xa xa kia có người lặn không biết làm gì nè. Đây mọi người, đó, có một cái đầu nhấp nhô. Đây mọi người ra đi đánh lưới xong rồi người ra đi gỡ cá. Gỡ cá xong rồi đánh lưới nè. Ngoài quê đây là những chiếc thuyền ở ngoài quê nè. Bây giờ mình đi dọc bờ biển xem có gì không. Ngoài biển đây nước hồ. Kêu lại đây. Vâng. Rồi. Đây mấy cái chòi khu du lịch nó bây giờ nó cấm rồi nên người ta không có buôn bán nữa. Vùng núi này còn hoang sơ lắm mọi người, nhìn nó giữ lại được vẻ tự nhiên rất là nhiều. Giờ mình đi men theo mấy cái này là chắc có cua đá này. Xa xa kia có một anh đang đánh cá. Lội ra xa đánh cá luôn. Em đi coi thì có cua đá không. Kia có người đang bơi để mà thả lưới. Đá rất là đẹp. Núi. Biển kéo dài tuốt qua kia. Thôi mọi người, tạm biệt mọi người nha. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, subscribe kênh nha mọi người.